hé lộ danh sách 8 đại mỹ nhân mới của làng giải trí Hoa ngữ. Những cái tên đình đám như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh đều vắng bóng. Dương Tử dù ai nói ngả nói nghiêng vẫn xếp ở vị trí thứ tư. Đẹp Như Nhiệt Ba lại chỉ đứng thứ 3. Ngậm ngùi thua hai cô gái mờ nhạt hơn mình. Cách đây không lâu, cư dân mạng xứ Trung đã lập bảng bình chọn tìm ra 8 gương mặt xinh đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Và kết quả khiến rất nhiều người phải bất ngờ vì những nhan sắc đình đám như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch đều vắng bóng, nhường chỗ cho những gương mặt mới có nhan sắc lẫn khí chất không được đánh giá cao. Top 8. Angela Baby. Chắc nhiều người bất ngờ lắm, vì suốt hơn nửa năm nay Angela Baby gần như vắng bóng khỏi làng giải trí Hoa ngữ. Điều này chứng minh dù thần tượng chẳng còn cơ hội hoạt động nữa, nhưng fan nhan sắc của cô vẫn hoạt động rất năng nổ, sẵn sàng tán tụng visual của người đẹp này ở mọi lúc mọi nơi. Đáng tiếc, vì lùm xùm của Angela Baby lớn quá nên cơ hội tái xuất của cô gần như bằng không. Top 7. Ngô Cẩn Ngôn. Thành công của Mặc Vũ Vân Gian đã giúp tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn được hâm nóng, thu về lượng fan cực kỳ đông đảo. Mặc cho đa số khán giả nhận định cục cưng của Vu Chính trông quá dừ và tiều tụy, fan của cô vẫn chẳng tiếc lời để tán tụng nhan sắc của nữ diễn viên. Bằng chứng là cô đã vượt mặt cả Angela Baby trong bảng xếp hạng mỹ nhân này đó. Top 6. Ngu Thư Hân. Một nhan sắc gây tranh cãi không kém trong bảng xếp hạng này chính là Ngu Thư Hân. Bởi nữ diễn viên bị đánh giá là kém sang, nhan sắc lẫn khí chất đều đúng chất phổ nữ, lại còn không có gu ăn mặc. Thế nhưng, dựa vào độ hot của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân vẫn là mỹ nhân hoàn mỹ trong lòng nhiều khán giả. Top 5. Bạch Lộc. Dù không sở hữu ngũ quan của một đại mỹ nhân, nhưng Bạch Lộc vẫn được nhiều người yêu thích nhờ vẻ xinh xắn linh động cùng tính cách thân thiện đáng yêu. Đã thế, Bạch Lộc cũng rất chịu khó cải thiện ngoại hình, hết chỉnh dáng đi đứng lại thay đổi phong cách ăn mặc và trang điểm. Nhờ thế mà những màn khoe sắc của cô gần đây nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Top 4. Dương Tử. Khi Trường Tương Tư 2 lên sóng, nhan sắc của Dương Tử lại trở thành đề tài bàn tán của công chúng. Bởi trong tạo hình đệ nhất mỹ nhân, người đẹp này để lộ khuyết điểm về dung mạo lẫn khí chất, hoàn toàn lép vế khi đứng cạnh dàn nữ phụ. Dù vậy, Dương Tử vẫn không ngừng thay đổi bản thân, biến hóa qua mỗi lần lộ diện với hy vọng sẽ thành mỹ nhân danh xứng với thực. Top 3. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương duy nhất lọt vào danh sách lần này đó, dù rằng vị trí thứ 3 chẳng hề tương xứng với dung mạo kiều diễm của cô. Bởi Nhiệt Ba không chỉ có ngũ quan hoàn mỹ, dáng người quyến rũ mà còn sở hữu thần thái đầy các quý phái hệt như công chúa vậy. Phải chăng vì dạo gần đây chẳng có phim bạo nên mới bị tụt hạng nhỉ? Top 2. Triệu Lộ Tư. Chắc nhiều người bất ngờ lắm khi thấy nhan sắc của Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn Nhiệt Ba nhỉ. Có lẽ trong dàn tứ đại phổ nữ, Triệu Lộ Tư là người có màn biến hóa ngoạn mục nhất đó. Rõ ràng là đi đóng phim, nhưng những hình ảnh của cô trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại được ví von như màn trình diễn thời trang vậy, sang xịn mịn từ váy áo cho đến khí chất. Top 1. Cúc Tịnh Y. Chẳng ai có thể ngờ được mỹ nữ 4.000 năm lại áp đảo những nhan sắc khác để đứng ở vị trí đầu bảng này nhỉ. Cứ ngỡ Cúc Tịnh Y mờ nhạt lắm, ai mà đoán được sau khi đầu quân cho Hòa Tụng, từ địa vị, tài nguyên thời trang cho đến nhan sắc của cô đều bùng nổ. Thậm chí, doanh thu tạp chí của cô còn được xếp vào top đầu dàn tiểu hoa hiện nay. Xem ra dàn nghệ sĩ đồng lứa nên bắt đầu dè chừng Cúc Tịnh Y từ bây giờ là vừa.